Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Trong video hôm nay, AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị chương 18, 19, 20 của cuốn sách kinh điển về đầu tư, Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 18, một so sánh về 8 cặp công ty. Chọn 8 cặp công ty để so sánh. Mục tiêu của Graham khi so sánh 8 cặp công ty này là nhằm minh họa các xu hướng, đặc điểm và sự khác biệt trong cách quản lý, cơ cấu tài chính và chính sách của các doanh nghiệp. Graham đặc biệt chú ý đến cách thị trường phản ứng với các diễn biến tài chính của các công ty, cho thấy rằng các yếu tố như sự ổn định và tính thận trọng không phải lúc nào cũng được đánh giá cao, trong khi các công ty có chiến lược mạo hiểm đôi khi lại được thị trường chú ý quá mức. Thị trường đầu cơ và giá trị thực. Graham nhấn mạnh rằng thị trường thường đánh giá cao những công ty tăng trưởng mạnh và đầu tư mạo hiểm, nhưng các công ty này không bền vững trong dài hạn nếu không có nền tảng tài chính ổn định. Các công ty thận trọng trong quản lý tài chính và phát triển bền vững thường bị bỏ qua trong ngắn hạn, nhưng họ mang lại lợi ích lâu dài cho các nhà đầu tư thông minh. Giá trị sổ sách và giá thị trường. Bằng cách so sánh giá trị sổ sách với giá trị trên thị trường, Graham chỉ ra sự khác biệt rõ ràng trong cách thị trường định giá các công ty. Ông đưa ra nhiều ví dụ về những công ty có giá thị trường cao hơn giá trị sổ sách do bị ảnh hưởng bởi sự hưng phấn của thị trường, và ngược lại, những công ty tốt nhưng bị định giá thấp hơn do sự bi quan của thị trường. So sánh 8 cặp công ty. Cặp 1, REI và RSC. Real Estate Investment Trust, REI, là công ty hoạt động ổn định trong lĩnh vực bất động sản truyền thống, quản lý tài chính thận trọng, được quản lý bởi 3 người thụ ủy và đã trả cổ tức đều đặn từ năm 1889, có nợ thấp và mức tăng trưởng ổn định, duy trì chính sách đầu tư bảo thủ. Realty Equity Corp, RSC, một công ty đầu tư mạo hiểm, tăng trưởng đột biến trong 8 năm từ 6,2 triệu đô la lên 154 triệu đô la, đầu tư vào nhiều lĩnh vực rủi ro như đường đua, rạp chiếu phim, công ty mỹ phẩm. Công ty phá sản vào năm 1970, bị sụp đổ vì nợ nần quá lớn và quản lý rủi ro kém. Nhận xét, REI đại diện cho sự thận trọng và ổn định, còn RSC là ví dụ điển hình cho sự mạo hiểm và thất bại. Cặp 2, Air Product và Air Reduction. Air Product tăng trưởng mạnh và lợi nhuận cao, được thị trường định giá cao hơn với hệ số giá trên lợi nhuận P trên E bằng 16,5 lần. Lợi nhuận trên doanh thu và biên lợi nhuận cao được bán với giá cao hơn giá trị sổ sách. Air Reduction, công ty lớn hơn nhưng có biên lợi nhuận thấp hơn và được thị trường định giá thấp hơn, P trên E là 9,1 lần. Có mức cổ tức hào phóng và vốn lưu động thoải mái hơn. Nhận xét, Air Product được thị trường ưa chuộng hơn do chất lượng và triển vọng tăng trưởng tốt hơn. Cặp 3, American Home Products và American Hospital Supply. American Home Product lợi nhuận cao và ổn định, được thị trường định giá cao với tỷ suất lợi nhuận trên vốn tốt, giá trị sổ sách thấp nhưng được bán với mức giá cao hơn nhiều so với lợi nhuận hiện tại. American Hospital Supply tăng trưởng nhanh hơn nhưng lợi nhuận trên doanh thu và vốn thấp hơn, được định giá cao với tỷ số giá trên lợi nhuận lớn hơn gấp đôi so với Home. Nhận xét, cả hai công ty đều được định giá quá cao so với giá trị thực tế của chúng. Cặp 4, H&R Block và Bluebell. H&R Block tăng trưởng nhanh chóng từ 610.000 đô la doanh thu lên 53,6 triệu đô la trong 8 năm, được thị trường đánh giá rất cao với tỷ lệ giá trên lợi nhuận lên tới 100 lần. Bluebell, công ty sản xuất quần áo với lịch sử lâu đời và cổ tức ổn định, được đánh giá thấp hơn nhiều so với H&R Block dù có doanh thu và lợi nhuận cao hơn. Nhận xét, H&R Block được đánh giá quá cao dựa trên sự hưng phấn, trong khi Bluebell bị đánh giá thấp. Cặp 5, International Flavor và International Avester. Lợi nhuận trên doanh thu và vốn rất cao, được bán ở mức giá gấp 55 lần lợi nhuận. Công ty phát triển nhanh chóng và rất hiệu quả. International Avester, công ty lớn nhưng có lợi nhuận thấp, được bán với giá thấp hơn giá trị sổ sách, gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận đáng kể từ quy mô khổng lồ. Nhận xét, Flavor là công ty thành công, được định giá cao, còn Avester bị đánh giá quá thấp do kết quả hoạt động kém. Cặp 6, McGraw Edison và McGraw Hill. McGraw Edison, doanh số cao hơn và lợi nhuận lớn hơn nhưng được thị trường định giá thấp hơn, có cơ cấu tài chính ổn định và giá cổ phiếu hợp lý. McGraw Hill được thị trường đánh giá cao hơn nhờ sự lạc quan về ngành xuất bản, nhưng lợi nhuận sụt giảm, giá cổ phiếu giảm mạnh sau đó do không duy trì được lợi nhuận. Nhận xét, McGraw Hill bị định giá quá cao so với thực tế, trong khi Edison có giá hợp lý hơn.
cấp 7, National General và National Presto. National General, cơ cấu vốn phức tạp với nhiều loại cổ phiếu và chứng chỉ quyền mua, hoạt động kém lợi nhuận và thua lỗ lớn do chính sách đa dạng hóa bảo hiểm. National Presto, cơ cấu vốn đơn giản, lợi nhuận ổn định và tăng trưởng trong 10 năm liên tiếp, giá trị thị trường hợp lý, được định giá thấp hơn nhiều so với tiềm năng thực tế. Nhận xét, Presto là một công ty vững chắc với giá trị đầu tư hợp lý, trong khi General có nhiều dấu hiệu đầu cơ và rủi ro cao. Cặp 8, Whiting và Wilcox & Gift. Whiting, hoạt động tốt, có lịch sử phát triển ổn định và trả cổ tức đều đặn. Giá cổ phiếu phản ánh sự ổn định tài chính của công ty. Wilcox & Gift, công ty tổ hợp nhỏ với nhiều công ty con nhưng kết quả hoạt động không khả quan, thua lỗ lớn và không trả cổ tức trong nhiều năm nhưng được định giá cao hơn Whiting. Nhận xét, Wilcox & Gift được định giá quá cao so với kết quả thực tế, trong khi Whiting có tiềm năng đầu tư tốt hơn. Chương 19. Cổ đông và ban lãnh đạo. Thái độ của cổ đông đối với ban lãnh đạo. Từ năm 1934, tác giả đã nhấn mạnh rằng các cổ đông cần có thái độ thông minh, năng nổ đối với ban lãnh đạo của công ty. Khi ban lãnh đạo làm tốt, cổ đông nên có thái độ rộng lượng. Tuy nhiên, khi kết quả kinh doanh kém, cổ đông cần yêu cầu lời giải thích rõ ràng và thỏa đáng. Cổ đông có quyền đặt câu hỏi về năng lực của ban lãnh đạo khi kết quả của công ty 1. Không thỏa đáng, 2. Kém hơn so với công ty có hoàn cảnh tương tự, hoặc 3. Giá trị thị trường thấp bị kéo dài trong một thời gian. Sự thiếu hiệu quả của cổ đông trong việc thay đổi ban lãnh đạo. Trong nhiều thập kỷ qua, các cổ đông công chúng không thực hiện hành động thông minh nào để thay đổi ban lãnh đạo yếu kém. Hầu hết các ban lãnh đạo tồi không bị thay thế bởi cổ đông mà bởi sự can thiệp từ bên ngoài thông qua các vụ thâu tóm. Các vụ thâu tóm có thể diễn ra khi công ty có giá trị thị trường thấp do sự quản lý yếu kém, thu hút sự quan tâm của các công ty muốn đa dạng hóa hoạt động hoặc những cá nhân, nhóm năng nổ. Chính điều này làm cho các ban giám đốc và ban lãnh đạo phải cảnh giác hơn, nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo công ty có một đội ngũ quản lý xứng đáng. Vụ thâu tóm và giá trị thị trường thấp. Ban lãnh đạo yếu kém sẽ dẫn đến giá thị trường thấp và giá thấp sẽ trở thành mục tiêu của các công ty hoặc cá nhân bên ngoài muốn thâu tóm. Các cổ đông công chúng thường thụ động sẽ được bảo lãnh bởi hành động của những kẻ bên ngoài này. Những công ty bị thâu tóm thường là những công ty có kết quả kinh doanh kém trong thời gian dài và sự thay đổi quyền kiểm soát cổ phiếu giúp cải thiện tình hình. Thường thì sự thâu tóm này sẽ xảy ra khi các cổ đông thất vọng và bán cổ phiếu của họ ở mức giá thấp. Cổ tức luôn là một chủ đề tranh luận giữa cổ đông và ban lãnh đạo. Trong khi ban lãnh đạo thường thích giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nhằm củng cố công ty và hứa hẹn lợi ích dài hạn cho cổ đông. Thay đổi thái độ đối với cổ tức. Trước đây, những công ty nhỏ phải giữ lại lợi nhuận thay vì trả cổ tức lớn và điều này thường làm giảm giá trị thị trường của cổ phiếu. Ngày nay, các công ty lớn, mạnh và đang tăng trưởng thường chủ động giảm mức cổ tức với sự đồng thuận của cả nhà đầu tư lẫn nhà đầu cơ. Lý thuyết giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư đã dần dần chiếm ưu thế, đặc biệt là trong các công ty có triển vọng tăng trưởng cao. Ví dụ về Texas Instruments và Superior Oil. Texas Instruments, từ năm 1953 đến năm 1960, giá cổ phiếu của Texas Instruments tăng từ $5 đến $256, mặc dù không có cổ tức nào được chi trả. Tuy nhiên, sau đó công ty bắt đầu chi trả cổ tức khi lợi nhuận và giá cổ phiếu giảm xuống. Superior Oil, năm 1948, công ty thông báo lợi nhuận $35.26 trên mỗi cổ phiếu và chi trả cổ tức $3, với giá cổ phiếu đạt mức $235. Đến năm 1957, công ty không chi trả cổ tức và cổ phiếu được bán với giá $2.000. Cổ tức trả bằng chứng khoán và chia tách cổ phiếu. Cổ tức trả bằng chứng khoán, stock dividend, và chia tách cổ phiếu, stock split, thường bị nhầm lẫn. Chia tách cổ phiếu thực chất là việc tái cấu trúc cổ phần bằng cách phát hành cổ phiếu mới với tỷ lệ cố định, không ảnh hưởng đến lợi nhuận tái đầu tư trước đó. Cổ tức trả bằng chứng khoán thực chất là một cách để công ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông dựa trên phần lợi nhuận tái đầu tư vào công ty trong một khoảng thời gian gần đây. Điều này mang lại lợi ích tâm lý cho nhà đầu tư khi họ nhận được thêm chứng chỉ cổ phiếu và nếu cần tiền mặt, họ có thể bán số cổ phiếu mới nhận được. Giá trị của cổ tức đối với nhà đầu tư. Thị trường thường đánh giá cao các công ty trả cổ tức hào phóng hơn các công ty không chi trả hoặc chi trả cổ tức nhỏ. Mặc dù lý thuyết giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư có lý, nhưng cổ tức vẫn mang lại giá trị hữu hình cho nhà đầu tư và nhà đầu tư luôn coi trọng tiền tươi thóc thật hơn là lợi nhuận dự kiến từ việc giữ lại lợi nhuận. Nhà đầu tư thường muốn thấy kết quả rõ ràng từ việc giữ lại lợi nhuận và nếu không có sự tăng trưởng tương xứng, họ có quyền yêu cầu ban lãnh đạo trả cổ tức thay vì giữ lại quá nhiều. Sự không hiệu quả của một số chính sách tài chính của công ty.
một số công ty duy trì chính sách chi trả cổ tức thấp vì lý do tài chính yếu kém, cần giữ lại lợi nhuận để trả nợ vay và củng cố vốn lưu động. Tuy nhiên, cũng có những công ty yếu kém giữ lại lợi nhuận với lý do muốn phát triển doanh nghiệp dù kết quả hoạt động kinh doanh không thuyết phục. Các cổ đông có quyền yêu cầu giải thích khi một công ty kém hiệu quả tiếp tục giữ lại lợi nhuận và không trả cổ tức. Chương này nhấn mạnh việc cổ đông cần theo dõi sát sao chính sách của ban lãnh đạo và cổ tức và không nên để bị lôi kéo bởi các chính sách tài chính không rõ ràng và không có lợi ích cụ thể. Kết luận, chương 19 của nhà đầu tư thông minh nhấn mạnh vai trò quan trọng của cổ đông trong việc giám sát ban lãnh đạo và chính sách cổ tức của công ty. Dù cổ đông thường thụ động, họ vẫn cần hiểu rõ quyền hạn của mình, đặc biệt trong việc đòi hỏi giải thích khi kết quả kinh doanh kém hiệu quả. Các ví dụ về những công ty lớn như Texas Instruments và Superior Oil cho thấy rằng chính sách cổ tức hợp lý có thể tác động lớn đến giá thị trường của cổ phiếu. Cuối cùng, cổ đông nên luôn cảnh giác và đặt ra các yêu cầu hợp lý đối với việc sử dụng lợi nhuận của công ty để đảm bảo rằng quyền lợi của họ được bảo vệ và phát triển. Chương 20. Biên độ an toàn, một khái niệm chủ chốt trong đầu tư. Trong chương cuối cùng của quyển sách Nhà đầu tư thông minh với tiêu đề Biên độ an toàn, một khái niệm chủ chốt trong đầu tư, Benjamin Graham tập trung vào khái niệm biên độ an toàn như một nguyên tắc cốt lõi và quan trọng nhất trong việc đầu tư, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư theo trường phái giá trị. Khái niệm về biên độ an toàn. Biên độ an toàn là khoảng cách giữa giá trị nội tại của một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, và giá thị trường hiện tại mà nhà đầu tư phải trả. Khái niệm này là một cách bảo vệ nhà đầu tư trước những sự không chắc chắn và rủi ro vốn có của các quyết định tài chính. Tầm quan trọng của biên độ an toàn. Graham nhấn mạnh rằng việc đầu tư thành công không chỉ dựa trên việc tìm kiếm cơ hội với mức lợi nhuận cao mà giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Biên độ an toàn giúp nhà đầu tư đối phó với những sai lầm trong phân tích, dự đoán hoặc các yếu tố bất ngờ trong nền kinh tế. Ứng dụng của biên độ an toàn trong cổ phiếu. Graham khuyên rằng khi đầu tư vào cổ phiếu, nhà đầu tư nên chọn những công ty có giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của chúng. Điều này tạo ra một biên độ an toàn đáng kể. Cổ phiếu giá hời. Biên độ an toàn lớn nhất thường thấy ở những cổ phiếu mà giá đã giảm quá mức so với giá trị thực của công ty. Điều này giúp nhà đầu tư có thể ngăn ngừa rủi ro ngay cả khi thị trường biến động hoặc khi dự báo về doanh nghiệp không chính xác. Nếu cổ phiếu được mua với giá thấp hơn giá trị thực, bất kỳ sai lầm nào trong phân tích sẽ ít có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Graham cũng nhấn mạnh rằng không nên mua cổ phiếu chỉ dựa trên kỳ vọng về sự tăng trưởng trong tương lai mà cần dựa vào giá trị nội tại hiện tại. Đây là một cách tiếp cận bảo thủ nhưng nó giúp nhà đầu tư tránh được những bong bóng thị trường nơi mà giá cổ phiếu bị thổi phồng do kỳ vọng tăng trưởng quá mức. Biên độ an toàn trong trái phiếu và các chứng khoán khác. Trái phiếu và chứng khoán an toàn. Biên độ an toàn có thể được áp dụng vào việc đầu tư trái phiếu bằng cách so sánh giữa giá trị của công ty phát hành trái phiếu và mức nợ. Graham nhấn mạnh rằng một công ty có nợ ít hơn giá trị tài sản của nó sẽ tạo ra một biên độ an toàn lớn cho nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu của công ty đó. Ví dụ, nếu một công ty có tổng giá trị tài sản là 30 triệu đô la nhưng chỉ nợ 10 triệu đô la, nhà đầu tư trái phiếu có một biên độ an toàn lớn vì ngay cả khi công ty gặp khó khăn, họ vẫn có cơ hội thu hồi khoản đầu tư qua việc thanh lý tài sản của công ty. Trái phiếu cấp cao thường có biên độ an toàn lớn hơn so với các loại cổ phiếu vì các khoản thanh toán lãi suất thường được ưu tiên hơn và thường được đảm bảo bằng tài sản của công ty. Điều này giúp nhà đầu tư yên tâm hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình. Giới hạn của dự báo và vai trò của biên độ an toàn. Graham chỉ trích sự phụ thuộc vào dự báo thị trường. Ông cho rằng các dự báo về tương lai của thị trường thường thiếu chính xác và không đáng tin cậy. Vì vậy, thay vì cố gắng dự đoán các xu hướng thị trường, nhà đầu tư nên tập trung vào việc tạo ra biên độ an toàn cho các khoản đầu tư của mình. Một trong những điều khó khăn trong đầu tư là không thể dự đoán chính xác được các biến động của thị trường trong tương lai. Các yếu tố như biến động kinh tế, thay đổi chính sách hoặc thậm chí những sự kiện không lường trước như thiên tai hay đại dịch có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị của tài sản. Biên độ an toàn đóng vai trò như một cái đệm, giảm thiểu rủi ro từ những tình huống bất ngờ này. Biên độ an toàn và kỷ luật tâm lý trong đầu tư. Kiểm soát cảm xúc. Graham nhấn mạnh rằng một nhà đầu tư thông minh không chỉ cần phân tích tốt mà còn phải biết kiểm soát cảm xúc. Biên độ an toàn không chỉ là một biện pháp kỹ thuật mà còn là một công cụ giúp nhà đầu tư vững tinh thần trong những thời điểm khó khăn khi thị trường đi xuống và sự hoảng loạn lan rộng. Sự cám dỗ của thị trường tăng giá và những cơn sốt đầu tư thường dẫn đến việc các nhà đầu tư đổ xô đi mua cổ phiếu mà không cân nhắc đến biên độ an toàn. Điều này dẫn đến những khoản lỗ lớn khi thị trường điều chỉnh. Graham cảnh báo rằng không nên để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư. Biên độ an toàn giúp nhà đầu tư có một cách tiếp cận khách quan và lý trí hơn, tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hoặc tham lam. Đa dạng hóa danh mục đầu tư và biên độ an toàn. Một phương pháp khác để tăng biên độ an toàn
là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tổng thể và bảo vệ nhà đầu tư trước sự sụp đổ của ngành hay một công ty cụ thể. Graham khuyên rằng việc sở hữu nhiều loại tài sản với các biên độ an toàn khác nhau sẽ giúp bảo vệ nhà đầu tư trước các biến động không lường trước được của từng khoản đầu tư riêng lẻ. Biên độ an toàn và thị trường hiện đại. Chương này cũng nói về việc biên độ an toàn vẫn phù hợp trong các thị trường hiện đại, dù có nhiều thay đổi về cơ cấu kinh tế và thị trường tài chính so với khi Graham lần đầu tiên đề ra khái niệm này. Biên an toàn không chỉ là một khái niệm dành riêng cho các nhà đầu tư giá trị, mà còn có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả các nhà đầu tư, từ nhà đầu tư thụ động đến những người đầu tư chủ động hoặc thậm chí là nhà đầu tư mạo hiểm. Kết luận, chương 20 của nhà đầu tư thông minh nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của biên độ an toàn với sự thành công lâu dài của nhà đầu tư. Khái niệm này giúp nhà đầu tư đối mặt với sự không chắc chắn, hạn chế tổn thất và duy trì được kỷ luật tâm lý trong những tình huống căng thẳng của thị trường. Biên độ an toàn không chỉ là một khái niệm kỹ thuật mà còn là một nguyên tắc đầu tư cần thiết để đạt được sự thành công bền vững trong môi trường tài chính biến động. Hy vọng rằng video này đã mang đến cho các anh chị những kiến thức sâu sắc hơn về thị trường tài chính và chứng khoán. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để AZFIN có động lực làm thêm những video hữu ích hơn gửi tới quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc sách để có những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.